tên cướp cứ của tài xế taxi ở Hà Nội vì lên cơn thèm thuốc. Lên cơn thèm thuốc nhưng không còn tiền, Lê Văn Trường mang giao đi tìm lái xe taxi nhằm cướp tài sản mua ma túy. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Trường, sinh năm 1991, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trường đã dùng dao khống chế lái xe taxi cướp 500.000 đồng tại khu vực đường Đại Linh, Nam Từ Liêm, Hà Nội đêm ngày 14 tháng 1. Tại cơ quan công an, đối tượng Trường khai, vào tối ngày 14 tháng 1, do lên cơn thèm thuốc nhưng không có tiền, Trường đã chuẩn bị một con dao khoảng 30 cm rồi đi lang thang ra khu vực đường Đại Mổ tìm người để cướp tài sản lấy tiền mua ma túy. Đến đêm, Trường vệ xe taxi của anh NKH và bảo lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường. Khi tới số nhà 133 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Trường xuống xe giả vờ gọi điện nói chuyện tiền nông để anh Hát tin tưởng là mình có người nợ tiền rồi hỏi lái xe vay số tiền 200 000 đồng. Do anh Hát không đồng ý cho vay tiền, nên Trường yêu cầu đi về khu vực đường Đại Mổ để trả tiền taxi đến đoạn đường đại linh trường ngồi ghế sau kề dao vào cổ khống chế anh hát yêu cầu đưa tiền rồi cướp 500.000 đồng tiếp đó đối tượng yêu cầu anh hát đi đến đoạn đường vắng vẻ trên đường hoàng đạo thúy thanh xuân hà nội dừng xe bỏ trốn sau khi gây án trường vứt con dao ở cống nước khu vực cổng chợ nhân chính thanh xuân hà nội rồi đi mua một gói ma túy và bắt xe ôm về nhà sử dụng quá trình điều tra công an quận nam từ liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội bắt giữ đối tượng trường khi người này đang ở láng trọ trên địa bàn quận nam từ liêm thu giữ 0,026 gam heroin. Tại cơ quan điều tra, Trường tỏ ra ăn năn hối cải và cho biết bản thân nghiện ma túy nên đã làm liều. Trường khai không có ý định làm bị thương lái xe taxi cướp mà chỉ xin tiền để mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Những vết thương trên gây ra trong lúc lái xe chống cự, dàn co chứ không phải do Trường cố ý đâm hay làm gì. Em không ngờ bị bắt nhanh đến thế, cả đêm hôm đó em thức. Cán bộ công an vào em trông thấy nhưng vẫn ngồi im trong nhà, Trường cho biết. Trường hiện đang làm nghề giết mổ gia súc tại khu vực quận Nam Từ Liêm trước đó làm ở quán thịt chó ở quận thanh xuân hiện bố trường đã mất mẹ làm nông nghiệp ở quê trung tá đặng mạnh cường đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm cho biết trường khá thông thuộc địa bàn gây án do đó lực lượng chức năng đã ra soát các đối tượng nghi vấn trích xuất camera và khoanh vùng đối tượng trường các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé